Phong Thủy Tâm Nguyên xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên. Trong những video tiếp theo này, các anh chị theo dõi để các anh chị biết rằng là từng tháng 1 thì tháng vượng đấy, từng tháng 1 thì chúng ta có thể xây mới được với cái hướng nhà nào, hay là tu tạo sửa chữa được cái phương vị nào, khu vực nào trong ngôi nhà của mình. Như chuỗi những video trước đó thì Đức Trung đã trao đổi với các anh chị, đối với tháng riêng là tháng Mậu Dần hay là tháng 2 là tháng Kỷ Mão thì chúng ta có thể xây mới được hướng nào, hay là tu tạo sửa chữa được với phương vị nào. Thì tiếp theo trong cái video này, tức là vào sang đến cái tháng Canh Thìn thì chúng ta sẽ có thể là xây mới được với cái nhà hướng gì, hay là tu tạo sửa chữa được tại cái khu vực nào trong ngôi nhà của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục trong cái video tiếp theo này. Như video trước thì Đức Trung đã chia sẻ tháng 2 là tháng Kỷ Mão, chúng ta chỉ nên xây mới được với cái nhà hướng Nam, bao gồm ba số hướng là Bính, Ngọ, Đinh, cũng như tu tạo sửa chữa được với cái phương vị Nam ở trong ngôi nhà của mình. Các cái hướng khác hay là các phương vị khác thì trong cái tháng 2 Kỷ Mão chúng ta không có nên làm, tại vì nó không có vượng. Thời điểm đó Nhật Nguyệt Đao Sơn nó không có đáo đến cái xu hướng đấy, cho nên chúng ta không làm được. Tiếp theo sang tháng thứ 3, đó là tháng Canh Thìn. Với tháng thứ 3 là tháng Canh Thìn thì chúng ta có thể xây mới được với cái nhà hướng Tây, bao gồm ba sơn hướng là Canh, Dậu, Tân. Với nhà hướng Tây chúng ta có cái giải độ từ 247,5 độ cho đến 292,5 độ. Và các anh chị cần phải đo cụ thể xem là cái hướng nhà mình nó rơi cụ thể vào là hướng Canh hay là hướng Dậu hay là hướng Tân, để chúng ta xét tiếp đến yếu tố rằng là cái sơn hướng đấy của nhà mình thì vận khí có được tốt trong năm 2020 hay không, cái sơn hướng đấy của nhà mình nó có bị phạm vào năm yếu tố thần sát lớn trong năm 2020 hay không. Và nếu như nó mà không phạm thì chúng ta triển khai được vào cái tháng nào. Thì nếu như cụ thể là các anh chị đo với cái hướng nhà của anh chị là từ trong giải độ 247,5 độ cho đến là 292,5 độ, tức là toàn bộ vào hướng Tây đấy, thì xét tiếp xem là nó rơi vào hướng Canh hay hướng Dậu hay hướng Tân, để chúng ta quyết định rằng là cái tháng Canh Thìn là chúng ta có làm được không. Trên lý thuyết đó là vào tháng 3 tháng Canh Thìn chúng ta có thể triển khai xây mới được với cái nhà hướng Tây. Tuy nhiên hướng Tây là bao gồm ba số hướng là Canh, Dậu, Tân. Cũng xin trao đổi luôn với các anh chị đó là trong ba số hướng là Canh, Dậu, Tân đấy thì chúng ta không nên khai sơn lập hướng với hướng Dậu, tức là tọa Mão hướng Dậu, tọa chính Đông hướng chính Tây. Bởi vì rằng là năm 2020 thì cái hướng phần Mão Sơn nó phạm phải một long biến vận sát, và phần hướng của ngôi nhà, tức là phần hướng Dậu nó phạm Mậu Thủy Đô Thiên. Thế cho nên rằng là năm 2020 thì cái nhà mà hướng chính Tây, tức là tọa Mão hướng Dậu chúng ta không nên làm. Hướng Canh và hướng Tân thì ok, lại làm được. Do đó là vào cái tháng Canh Thìn thì chúng ta có thể xây mới được với cái nhà hướng Tây, bao gồm hai hướng bên trong, đó là hướng Canh và hướng Tân là chúng ta có thể xây mới được, bỏ cái hướng chính giữa Tây là chính Dậu chúng ta không nên làm được. Do đó để một chi tiết cụ thể, các anh chị vui lòng tải ứng dụng La Bàn Việt về điện thoại và sau đó để chế độ là 24 sơn hướng, thì các anh chị đo xem là cái nhà của mình nó vào cái sơn hướng nào để báo cho Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi thông qua cái số 1900 2292 để chúng tôi tư vấn các anh chị một cách kỹ càng, xem là cái hướng đấy các anh chị có làm được không, và làm vào tháng nào. Quay trở lại với cái tháng 3 là tháng Canh Thìn, chúng ta ngoài cái hướng Tây chúng ta làm được thì chúng ta cũng có thể động thổ xây mới được với cái nhà Tây Nam. Hướng nhà Tây Nam có giải độ từ 202,5 độ cho đến là 202,5 độ cho đến 247,5 độ, bao gồm ba sơn hướng là Mùi, Khôn, Thân. Xét theo cái yếu tố sát về thiên khí trong năm 2020 thì các anh chị cũng chỉ nên xây dựng được với hai cái hướng, đó là hướng Mùi và hướng Khôn. Chúng ta bỏ hướng Thân, tại vì rằng là với cái hướng Thân năm 2020 nó cũng không có được đắt, bởi vì nó sẽ phạm phải Mậu Long Binh Vận Sát thì chúng ta không có nên làm, và nó phạm phải Mậu Thủy Đô Thiên, chính Mậu Thủy Đô Thiên luôn. Do đó rằng là với cái nhà mà tọa dần hướng Thân, tức là tọa Đông Bắc hướng Tây Nam, cụ thể là tọa dần hướng Thân, năm 2020 chúng ta không có làm được bất kỳ vào tháng nào. Còn lại thì trong tháng 3 là tháng Canh Thìn chúng ta vẫn có thể làm được với hướng nhà hướng Tây Nam, nhưng chúng ta chỉ nên khai sơn lập hướng với hướng Mùi và hướng Thân mà thôi. Cụ thể hướng Mùi nó từ 202,5 độ cho đến là 117,5 độ. Hướng Khôn bao gồm là có giải độ từ 117,5 độ cho đến là 237,5 độ. Chúng ta bỏ hướng Thân. Hướng Thân có giải độ từ 302,5 độ cho đến 247,5 độ. Rất cụ thể những sự hướng như thế thì chúng ta sẽ biết rằng là hướng nhà mình vận khí nó có được tốt hay không. Tiếp theo với cái tháng 3 là tháng Canh Thìn, chúng ta cũng có thể tu tạo sửa chữa được với cái vị trí đó là tại vị trí trung cung của ngôi nhà. Vị trí trung cung tức chúng ta tính là vị trí trung ở giữa, trung cung tức là ở giữa của ngôi nhà luôn. Thì với cái việc là năm 2020 các anh chị muốn tu tạo sửa chữa tại khu vực giữa ngôi nhà, hay hiểu nôm na một cách là các anh chị muốn tu tạo toàn bộ ngôi nhà của mình bắt đầu từ khu vực trung cung, thì cái tháng 3 là tháng Canh Thìn các anh chị cũng có thể là khởi công tu tạo sửa chữa được. Ví dụ các anh chị muốn lợp thêm cái mái ngói trong ngôi nhà, các anh chị muốn
sơn sửa lại toàn bộ ngôi nhà của mình, thì các anh chị cũng có thể là tiến hành tu thợ sửa chữa tại khu vực trung cung, vào chọn vào cái tháng 3 là cái tháng canh tí luôn. Vị trí mà bắt đầu tu tạo như nào, hay vật phẩm nghi lễ, hay là các cách thức để tiến hành là xin cái tu tạo sửa chữa như thế nào, thì các anh chị vui lòng liên hệ đến với Phong Thủy Tâm Nguyên theo số là 1902 bệnh nhân số 2 để được tư vấn cách chi tiết. Hay cái việc mà xây mới đối với cái nhà hướng Tây hay là hướng Tây Nam vào cái tháng 3 âm lịch là tháng canh thìn, thì cái thời điểm cụ thể là năm tháng ngày giờ để mà triển khai như nào, lựa chọn tuổi tác để động thổ như nào, động thổ vào phương vị nào, nghi thức nghi lễ để triển khai như thế nào, thì các anh chị cũng cần phải tương tác sâu với chúng tôi thông qua số 1900 292 bệnh nhân số 2 để được tư vấn chi tiết. Hoặc các anh chị cũng có thể đến với địa chỉ văn phòng tại Hà Nội, chúng tôi là tại phòng 510 tòa nhà 34T đường Hoàng Lão Quý, cầu Giấy, Hà Nội, để được đội ngũ trợ lý của thầy Tâm Nguyên tư vấn một cách kỹ càng để các anh chị có thể hiểu một cách chi tiết nhất. Từ quan lại thì chúng ta biết rằng là tháng canh thìn là tháng 3 âm lịch, chúng ta có thể xây mới được với cái nhà hướng Tây. Với nhà hướng Tây bao gồm ba sơn hướng là canh, dậu, tân. Các chị vui lòng động thổ xây mới với cái nhà hướng canh, hướng tân, bỏ hướng chí dậu, tại vì là tọa báo hướng dậu năm 2020 phạm sát khí. Tương tự với cái nhà hướng Tây Nam bao gồm ba sơn hướng là mùi, khôn, thân. Chúng ta chỉ có thể xây mới được với hai hướng là hướng mùi, hướng khôn, chúng ta bỏ hướng thân, tại vì rằng là cũng bị phạm sát trong năm 2020. 2020 với cái tháng 3 là tháng canh thìn, chúng ta có thể tu tạo sửa chữa được tại phương vị trung cung, tức là ở giữa ngôi nhà, ngang với việc là chúng ta tu tạo sửa chữa toàn bộ ngôi nhà của mình. Để mà chi tiết hơn, các anh chị vui lòng cung cấp đến với Phong Thủy Tâm Nguyên những thông tin bao gồm là độ số hướng nhà anh chị, năm sinh các thành viên trong gia đình anh chị, cũng như rằng là mong muốn các anh chị muốn xây mới trong năm 2020 hay là tu tạo sửa chữa hay như thế nào, đồng thời để lại kỹ càng họ tên cộng với số điện thoại để đội ngũ trợ lý của Phong Thủy Tâm Nguyên tư vấn các anh chị một cách kỹ càng nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.